Chơi tới chơi thiệt không vậy mày? Dạ thiệt, vô đây. Wow, trời đất ơi, mày kêu cái chỗ này là cái chỗ mà người ta tổ chức họp báo MV vậy hả? Dạ đúng rồi chú. Sao không thấy em nào hết vậy? Trời ơi chú ơi, bình tĩnh đi. Hôm nay á chị mới là diễn tập thôi, vài ngày nữa mới là diễn ra họp báo. Vậy hả? Vậy hả? Hê. Dạ. Sẵn có con Thi với kêu thằng Minh á, quản lý của con Thi ra chú gặp luôn, lâu quá không gặp nó. Trời ơi, anh Minh anh nghỉ lâu rồi chú. Hả? Cái gì? Thằng Minh quản lý nghỉ hả? Dạ. Nè tôi nói nha, không có cò kè giá nha. Nha. Nãy hồi nãy là diễn tập thôi nha, chứ không phải thiệt nha. Giá là y như vậy, không có đòi thêm cái gì nữa hết. Làm được làm, không làm được thì nghỉ đi. Ai? Quản lý ca sĩ. Quản lý ca sĩ sao nói chuyện như quản lý chợ vậy? Đây là chú Tư, chú của chị Thi. Chú nói chuyện nhảnh đi nha. Ồ trời ơi, chú của Thi. Chú của Thi, chú Tư. Trời ơi, nãy giờ chú không nói về người trong nhà rồi. Con quản lý nè, quản lý con Thi. Quản lý con Thi đúng không? Dạ, để gặp kêu Thi con Thi nha. Kêu con Thi nha. Thi ơi. Dạ em. Ơ con. Ôi trời đất ơi, cái kiểu lạ quá. Cái gì tay hơi khỏe không vậy? Dạ, dạ với mẹ. Ừ, lên đi về quê, đi dẫn về. Ủa? Hôm bữa đó anh, em gọi về điện về dưới quê á. Em tâm sự với chú em nói là thôi giờ chắc em về dưới quê luôn, chứ giờ làm đi hát hò không mà được. Nhưng mà tự nhiên gặp anh rồi, cái em thấy công việc sự nghiệp em ổn định. Cái thôi chắc chú về quê lại. Gì? Ủa con chú ruột mà sao được con đuổi gì gọn quá vậy? Chứ bây giờ công việc con giờ nó đang lên quá rồi, sao về quê được nữa chú? Lên thiệt không vậy? Dạ thiệt. Cái này nữa là cái gì? Cái sữa mũi vậy? Trời đất ơi, con sữa mũi. Sữa mũi thay đổi phong thủy chú. Hả? Dạ. Đây nè, quản lý con nói là sữa mũi đi rồi sự nghiệp nó mới lên. Mà đúng thiệt, vừa sữa mũi xong cái người ta mời xô quá trời. Trời đất ơi, hay quá vậy. Dạ. Ừ vậy thì sữa một cái mũi thôi nghe chưa? Đâu có mắt nữa. Cái con mắt nó bị lệch, cái phải cắt luôn mắt nó đều là nó thôi, nếu đều vậy nói chung cũng ổn ổn dạ, rồi hiểu không? Dạ. Mà... vậy thôi. Ủa cái môi con không nói chuyện không sao có nha. Sao nó nhúc nhích kìa, môi không có sữa. Vậy thì tốt quá. Môi xăm. Môi xăm quá trời, chú nhớ không, xăm lên cho nó hồng hào nó đẹp. Vậy thôi cũng được rồi, xăm sẵn xăm luôn chân mày dư mực. Bây giờ còn cái gì nữa không? Nó hết rồi, hết làm đúng rồi hết. Định thôi. Định chứ chú có làm nha. Định chích hai này cho nó gọn lại nè. Định đó chú có làm thì đúng rồi. Định thôi làm. Dạ. Người ta chốt lịch là tối nay chích luôn nha. Vậy chắc làm luôn chú. Hả? Làm luôn cho đẹp là làm đủ luôn. Dạ. Hả? Chú lo quá. Sao vậy? Tại bây giờ mày sửa hết trơn cái mặt rồi, giờ tao chạy về tao đốt nhang tao cúng ông bà, không biết ông bà có thấy mặt mày chứng không nữa. Không có ăn trời đó coi, bây giờ ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng tao sửa nát mặt tao vẫn nổi tiếng mà. Sửa nát giọng nổi tiếng hả? Dạ. Đúng rồi đó chú nhìn con đi. Dạ. Từ trên xuống dưới con cũng đều là dao kéo không đó. Dạ. Dạ. Nhưng... vậy con về con đổi lại bác sĩ đi nha. Ủa sao vậy? Bác sĩ cũ sửa con là cái kéo bị xét rồi. Hình hài kỳ quá ha. Có duyên chú mày có duyên á. Dạ. Bác lý nó mắc cười chết á. Dạ. Dặn nè. Hi. Dạ. Nó có tài lắm. Dạ. Giỏi nha. Dạ. Nhớ tìm cái cách gì đó bi a cho nó. Dạ. hay chút xíu, đừng có dùng cái chiêu trò gì hết nha. Dạ. Ha. Dạ. Về khách sạn dọn đồ về quê cúng ông bà liền. Dạ dạ chú. Có gì liên lạc chú. Dạ, dạ. Về mạnh giỏi chú ơi. Biết rồi, đi nha. Dạ. Dạ chú, chờ chú có duyên. Có duyên quá, không phải chú mày tao chém mà không chết nãy giờ. Ông vui vui chú giỡn vui.